Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Em Hero đây. Lâu lắm rồi mình không làm clip kiểu này. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài gameplay khá là hay ho của mình. Phải nói là Mota mùa này mình rất là thích bởi vì là mọi người các bạn đã đầu mùa nó dễ hơn. Tuy nhiên thì mình thấy là Executioner bây giờ nó yếu quá rồi. Vì vậy là mình chuyển sang cái deck chính của mình, đó là Wizards. Mặc dù là cái deck này thì thường thì gặp deck bow với lại deck 3 spell khá khó là đánh, rất là khó đánh. Ví dụ gặp deck lightning thì rất là khó đánh. Tuy nhiên thì mình có một vài replay, phải nói là một pha những pha nhiều rất nhiều pha xử lý rất là hay của mình. Đây. Ví dụ như ok, mình các bạn thấy này, những cái deck nó như kiểu như hai spell mình không sợ. Earthquake mình không sợ. Cái lightning này matchup rất là hay này. Một fireball một lock thực sự là đây là một deck matchup 50 50. Tuy nhiên thì có lẽ là mình may mắn hơn một chút. Một cái deck Red Poison này mình đánh lỗi. Thực ra cái deck Red Poison này đánh rất là dễ. Deck Fireball Arrow này thì thực ra mình cũng đánh lỗi. Ok, mình sẽ đến vào vài các replay. Replay ví dụ như đây, Lightning này, Lightning Goblin Barrel Barbarian Barrel thì mình gần như thua. Lightning Arrow thì mình có cơ hội thắng hơn. Web Jab này rất là dễ. Mình sẽ tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái replay này. Giáp với lại Lightning thì mình không sợ. Như là mình có giá thì mình không sợ. Ok, mình sẽ đi vào cái các replay đầu tiên là về Graveyard. Thực ra là cái meta này hình như đã cũ rồi, cũ hơn rất là nhiều so với meta hiện tại. Cái thời điểm mà Graveyard với lại mình nhớ không nhầm thì được 3-4 tháng rồi. Thì cái deck Graveyard Giant với lại Musketeer và Mini Pekka này nó khá là nổi. Nhưng mà gần như là mình không sợ những deck này bởi vì là nó hai spell của nó không giết được con điện nguyên rớt của mình. Như vậy khi mà mình có thể là mình sẽ phải mất nhiều máu khi dùng combo với Giáp và Giant. Tuy nhiên thì mình cố gắng là mình thủ mình đặt Valkyrie sẽ bảo kê được con nguyên rớt. Như vậy là khi này các bạn nhìn thấy này, khi mà xuất đoán mình đoán được phần nào là deck của họ sẽ đặt qua Zion này. Vì vậy là mình sẽ đặt con Wizard phía sau. Và sau đấy là mình sẽ ép Tornado. Và mình biết là khi mà như này họ không đáng cùng với Jack luôn. Matchup này thực ra mình đã đoán được 5 phần nào đấy. Vì vậy là mình xin combo luôn. Mình hót lên. Mình biết là sẽ đặt con Wizard. Có một hạt của họ. Bây giờ thì deck của họ mình đã hình dung được là tất cả cái thẻ của họ rồi. Cái điều đầu tiên các bạn muốn đánh là các bạn phải nhớ được cái cycle của nó. Ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, sau đấy là 1, 2, 3, 4, 5. Thì các bạn sẽ nhớ được cái cycle của thẻ. Có 8 thẻ thì các bạn chỉ cần nhớ cái cycle đầu 1, 2, 3, 4, 5 thì sẽ quay lại. Thường thì mình gặp Goblin Barrel mà có gặp được Lock thì mình sẽ đếm như vậy. Việc mà nhớ được cái thẻ bài của họ là nhớ được cái cycle. Đơn này thì họ đổi đối chủ. Thực ra mình biết là đơn này chắc không thủ được. Vì vậy là cố gắng phần nào thì mình sẽ cố gắng cái trụ trong cái đơn này. Mình sẽ cố gắng đặt vào trước để nó thủ đàn gấp giáp hơn là việc mình đặt Bunky để thủ Dragon. Con Dragon nó không có nhiều đan ra lắm. Thủ gấp giáp mới cực kỳ là khó chịu. Mình đặt con Bunky nữa. Trong tất cả rồi họ đặt ra tất cả rồi thì bản thân mình chuẩn bị hero luôn. Kia là mình cố gắng này. Trong cái tên này thì khi mà họ đã ra tanh là Zion rồi. Tên này họ đã ra tanh được rồi. Mình cũng biết là họ sẽ dùng con Minim Cam. Khi mà bị là Minim Cam mà mình sẽ cố gắng. Thực ra là mình nghĩ là nếu mà họ có thể đủ Illy thì họ sẽ cố gắng đánh đến trụ thứ hai. Nhưng mà đánh đến trụ thứ hai thì mình sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Ok, đây là một mặt chấp cực kỳ là tiếp theo mặt chấp này hack counter rồi mình không sẽ không xem. Đây một mặt chấp cực kỳ điển hình vì là bomber. Các bạn có biết là một hit của
Một hit của Wizard không chết được con Bomber, một arrow không chết, hình như là một tornado và một một tornado, một hit của Wizard thì mới chết. Cái mặt chắc đầu tiên này, mà cái ban đầu khi mà họ dùng có bốn cái thẻ này thì họ rất là khó để thả. Thường họ sẽ thả dùng con mini mega mini hơn là nó thả con mini Becca. Cái bài này cái lần đầu tiên mình thấy là cái bài này sẽ xấu như vậy, là không phải khá là quấn trước. Rất mạnh, tôi rất là cục xúc ra một cả bạn. Vậy là mình đoán hay được là con tê đôi lên với lại Bomber. Đấy, các bạn thấy là con Bomber cực kỳ là khó chịu. Thì mình nghĩ đắt mẹ đây một tịch mà có arrow này khá là khó. Tại sao rất ít người sử dụng con Bomber, bởi vì là con này nó rất là khó, rồi nó sẽ đi cùng với Golem thôi rồi. Trong deck này thì nó không có nơi đâu, vì vậy là mình sẽ thả hot một cách bình thường. Còn thông thường thì đi kèm mình sẽ cầm hot cùng với là một con gì đấy, tránh việc mà mình kèm hot đi đôi hoặc đi sau rồi. Đây, phần này mình biết là họ chưa đủ lady để lightning, như vậy là mình sẽ cố gắng kéo để bảo kê được con user. Đây, phần này vừa tài mình cũng chịu một chút của Bomber. Các bạn mà đặt Goblin mà cùng khi mà con Bomber nó chưa chịu được chưa thì gặp như thế lần vừa rồi các bạn sẽ thử kêu luôn luôn. Đấy, mình sẽ con Nero luôn, mình sẽ con Goblin Nero luôn. Thực ra là trên Elixir thôi, họ mất 3 rồi mình cũng mất 3. Các bạn phải cố gắng là các bạn phải công là một cách được, để cách bước thì phải thủ chứ, nên các bạn cứ thủ luôn các bạn thua. Đến một lúc nào đấy các bạn phải đi vào cầu và gần như là các bạn sẽ không phải thủ. Cái này thì mình biết là có lightning thì phải đẩy ngay ở trên cầu luôn, ngay cầu luôn. Đặt nguyên rất quá thấp là các bạn sẽ bị lightning và bị gì đó là các bạn sẽ không thua. Mình cố gắng là sử dụng phần kim một cách cực kỳ là cẩn thận, đặc biệt là đặt Wizard đầu đây. Giờ này họ đặt một cái con Golem xong thì rất là may, mới đây. Cái matchup này cũng rất là điển hình, bởi vì matchup này rất nhiều người sử dụng deck này. Deck này cực kỳ đặc biệt là Ego. Zack cũng chưa dùng deck này. Cái deck này có một cái điều đó là nó có lock và nó có cả cái dragon, thì vậy là mình sẽ phải dùng cẩn thận cho cái tên trong dùng Goblin Barrel khi mà họ có lock. Thường là mình sẽ có thể giống và mình sẽ không dùng Goblin, hoặc là mình sẽ dùng khi mà họ dùng lock. Trong cái tên này thì mình cố gắng là mình sẽ giấu Goblin Barrel, đợi khi họ sử dụng lock nữa. Các bạn thấy không, họ có hai spell và một con Dark Goblin. Thường thì họ sẽ giả đặc thù đó. Đây, mình sẽ dùng Barrel luôn, bởi vì mình biết là sẽ có Goblin Gang. Con combo cực kỳ chuẩn luôn, đoán đúng được. Lần này mình sẽ cho con hai con bua công với cái bên kia sẽ vào văn kỳ, bởi vì con nhưng mà thả như rất gần đấy thì sẽ tập thể là bị một vai bua gần như là mỗi lần đã chúng ta không. Mình sẽ từ là vụ cái đường này cho tôi bằng cái này bằng lên arrow luôn, cân bằng lên đi. Thực sự để mà cái matchup này mình thắng thì phải nói rất là khó, bởi vì là họ có gần như là họ thắng, tỷ lệ thắng của họ đây gần 60% rồi. Lock, họ có Fireball. Thế để một matchup phải nói là mình đánh rất là hay. Đây, hết nữa là họ yếu. Uber, đáng lẽ họ sử dụng Lock hoặc là cho Goblin Barrel thì hơn là hợp lý hơn, thì như vậy là mình rất là khó đánh.
bây giờ mình sẽ đánh từ từ, bởi vì đã pha dùng phải bôn rồi thì mình sẽ đẩy gốc pin, mình sẽ đẩy văn pin cùng với user và mình sẽ đẩy một cách cần một cách nhất có thể. Một pha cái đó là mình quá bài một phần. Nó phải nói chúng ta hết bởi vì là gặp này, mình gặp một tay khá là yếu. Đối với mình là thanh niên này khá nhất yếu. Này, tiếp tục thử block. Thực ra là không biết có gì là thử block. Thường thì những pro thì bạn sẽ không đánh kiểu này, sẽ cứ dùng có goblin thì bạn sẽ dùng lock người counter goblin và một vài bộ thả vào dưới mình. Bây giờ không phải đổi dưỡng đổi dưỡng cái tên này thì không hợp lý của mình, họ đổi dưỡng cái này thì rất đơn giản. Nhưng mà khi mà cái ông Mota nó chết rồi thì tuy nhiên trong cái tên này thì Rau rồi một là một combo hot được Lock thì tiếp tục thành Ultra Lock. Thì bây giờ mình sẽ đánh biến thời cơ của mình Lock lên lên Lock lên Rau và đi sang. Tên này mình sẽ sử dụng chay ạ. Đánh là một Mota và bây giờ mình sẽ đẩy nhanh hơn. Khi mà một bạn họ đã dùng áo xanh thì thường thì mình sẽ đẩy rồi. Thường thì mình sẽ dùng active king tower bằng con miner, nhưng mà tuy nhiên thì trong cái mắt cáp này thì mình lại không có thời gian để bằng active king tower. Biết là họ chưa giết mình vì biết là họ sẽ dùng fireball để giết con goblin, vì vậy là mình đánh họ luôn. Ok, và đây là một mắt cáp cực kỳ là thích của mình. Mắt cáp này không hay. Đây là một mặt chắc cực kỳ cơ bản. Với Hawk Earthquake, thực sự là Hawk Earthquake thì mình không sợ, bởi vì là mình vẫn có thể thủ được bằng Wizard. Mặt chất này rất là đơn giản. Ngay từ ban đầu là một con lưu, mình đã đầu mình nghĩ là Hawk Cycle. Tuy nhiên đây là một Hawk Cycle cơ bản 26, mà đây là một clip game. Mình vẫn nghĩ là cái này thì mình thả một con văn kỳ. Rất là may khi mà họ lại thả một combo. Goblin Barrel nhiễu ân. Sẽ dùng Snowball một con hit Goblin. Bây giờ là mình chỉ nghĩ là khi deck này nó chỉ dùng Rocket hoặc là dùng Earthquake. Bởi vì thường là deck này nó có cái kiểu spell kiểu này. Mà khi mà dùng Goblin Barrel, khi mà họ có Snowball ấy, thì mình sẽ đợi chờ phải có tanh cộng với lại Goblin Barrel thì mới hợp lý. Chứ nếu mà các bạn thả Goblin Barrel không thì gần như là nó sẽ thất bại. Cứ thật mình nhớ Cycle thì nó có đối phương là cực kỳ sắc. Mình cứ từ từ đẩy đăng ký lên thôi. Mình sẽ đẩy Wizard lên bởi vì là mình biết là Toreo luôn. Thực ra mình biết là khi mà dùng Toreo thì mình sẽ phải giữ lại cái pin ở tuần tiếp theo. Thì trong tuần này thì họ phải thủ rất là vất vả. Và tuần này mình phải sử dụng Goblin mấy con Goblin để counter Hawk ở trong tuần tiếp theo này. Vì Toreo vừa tuần vừa rồi thì mình cái này cũng đủ Eli để có thể cao cơ. Giờ cái này đánh lộn về sử dụng bát để cao tơ góc của mình, tuy nhiên họ vừa combo luôn. Phải nói là đây là một player họ cũng rất là thông minh, họ combo một cast Snowball cộng với lại Earthquake vừa đủ để giết được cái team của mình. Bây giờ thì sẽ đặt cơ như rất họ dùng ớt cách cấp lần này thì họ sẽ bị lỗi ly rất nhiều. Và mình sẽ dùng combo này hop này hop lên 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 hop
Tân vừa rồi cũng đưa tập luôn hot. Chúng nhận thương cho anh đi trước rồi. Sau khi đây là một tài nếu mà các bạn đây, đây là một quyết định bởi vì Snowball vừa ra rồi. Đấy, khi nghĩ anh là có mà kéo là đi Tornado thế nào. Cái tên vừa rồi tay nhanh hơn nào đấy. Ok, và một bắt chấp phải nói là mình đánh cũng không vì view nhanh một chút bởi vì mất chấp này không phải là xuất sắc của mình. Bây giờ đánh cũng phải sử dụng lava mine này để cho các bạn bị bệnh là video luôn. Có một điều đó là họ vừa sử dụng fireball rồi vì vậy là mình rất dễ là đẩy, mình rất dễ để thủ giấu được các người luôn. 100% trong cái bắt chắc này thì rất là hoài bình tâm rất tuy nhiên giờ này thì mình cố gắng mình cycle con virus cycle cực kỳ nhanh, nhanh hơn cả đối phương. Đấy các bạn thấy là lần này thường gặp con chắc này nó cũng một mắt chắc để lock bait chơi đi nhanh. Thực ra lấy cái lock bait này rất là đơn giản với mình. Lock bait này mình đánh rất dễ, thường là mình sẽ 600 phần. Các bạn phải đặt kỹ được là cái tên Robin này ném ở đâu. Vanky vì vậy là mình đẩy luôn cả Vanky cộng với lại Wizard luôn. Đối phương sẽ phải đánh theo cách của mình. Họ vừa ra go. Các bạn phải cố gắng vào vừa họ có lỗ. Vì vậy các bạn phải nhắm vô pin barrel thì cực kỳ là nhanh. Và phải lừa vào đối phương. Barrel thì gần như là họ sẽ cycle nhanh vào bạn. Kết thúc thì mình có sẽ có mình đã có được 2 đam để mua 600 máu. Rất là may khi mà con ban kia con showtime. Bên đây là top 1. Ok, see you, thank you for watching, see you, bye bye anh em.